Xuân có động thái mới trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng lo lắng mối quan hệ của cô có vấn đề. Hari Won cách đây ít giờ bỗng đăng story ẩn trên trang cá nhân của mình, thông báo muốn dừng lại, cảm thấy quá đỗi nhạt nhòa. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: dừng lại nếu anh cho thời gian qua, chúng ta quá đỗi nhạt nhòa, ngày xưa vất vả lo lắng mà tại sao anh vẫn muốn xa. Hari Won bất ngờ đăng đàn khiến cộng đồng mạng lo lắng, bởi từ trước tới nay Hari Won vẫn vui vẻ xuất hiện trên mạng xã hội và trước công chúng. Cô nàng còn thường xuyên làm các clip vui nhộn có sự góp mặt của ông xã Trấn Thành trên TikTok. Chính vì vậy, khi Hari Won chia sẻ dòng trạng thái này, nhiều người không hiểu cô đang nhắc đến ai và nhắc đến vấn đề gì. Tuy nhiên, sau đó một số cộng đồng mạng đã tinh ý nhận ra Hari Won thực chất đang trích ra từ một bài hát Hoang Phí Xuân, thì bài hát Hari Won sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Bản tình ca buồn này sẽ đánh dấu sự trở lại của Hari Won và Vương Anh Tú sau 6 năm kể từ siêu hot Anh Cứ Đi Đi về kết hôn với Trấn Thành. Có thể thấy nữ ca sĩ vẫn rất tận hưởng cuộc sống hiện tại. Trước đó, cô từng nhiều lần bị đồn đáo đang có con đầu lòng của ông xã Trấn Thành. Sau đó, cô lên tiếng về việc bản thân xuất hiện dịch thì ai cũng mập lên cả. Tin đồn có bầu cũng gần 20 lần thì phải, Hari Won cũng không biết bé mỡ này tại sao không chịu sinh ra mà cứ ở trong bụng của mình hoài. Thì mình cũng thắc mắc, mong sao là hết đợt dịch này thì mình cũng hết cái mỡ đó và không có tin đồn bầu này nọ. Đồng thời, Hari Won cũng chia sẻ cho biết nếu bản thân có tin vui sẽ sớm thông báo với người hâm mộ của mình.